Phụ huynh được gọi điện con bị tai nạn kể lại thủ đoạn tinh vi ít ai ngờ của kẻ lừa đảo. Kẻ xưng là giảng viên đưa con tôi đi cấp cứu gọi điện dục tôi đồng ý ký giấy ủy quyền mẫu cấp thì mới cứu được con tình hình nguy lắm rồi. Lúc đó đầu óc tôi bị mụ mị không biết gì nữa mà chỉ liên tục bảo họ ký đi ký đi. Trong những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội đang thông tin nhiều phụ huynh bị lừa với kịch bản con đang cấp cứu ở bệnh viện. Ngay cả một số bệnh viện cũng ra cảnh báo về thủ đoạn của bọn lừa đảo. Cụ thể, trong sáng qua 6 tháng 3, Vòng bảo vệ bệnh viện chợ rẫy tiếp nhận trình báo của nhiều phụ huynh có con học ở nhiều trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Họ đến bệnh viện Chào rẫy tìm con bị chấn thương sọ so não sau khi nhận điện thoại của người lạ. Đa số các phụ huynh đều là nạn nhân của bọn lừa đảo. Cụ thể, một phụ huynh có con học tại trường Quang Diệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh bị lừa chuyển khoản gấp. 20 triệu đồng, do lý do con của họ bị té chấn thương sọ so não đang cần tiền mổ gấp. Hai trường hợp khác là phụ huynh của trường học quốc tế Canada ở quận 7, và trường Á Châu ở quận 10. Theo thông tin, đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng để điều trị cho con. Trong đó có một phụ huynh đã chuyển khoản hai lần vào hai số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà, tổng cộng 200 triệu đồng. Nhiều người khi đọc thông tin cũng băn khoăn vì sao phụ huynh lại dễ dàng bị kẻ gian lừa chuyển tiền đến như vậy. Nhưng thực sự khi nghe câu chuyện của người trong cuộc thì mới thấy rằng chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu không thực sự tỉnh táo kể lại chuyện của chính mình, chị Vũ Thị Hương Lan, Hà Nội, phó tổng giám đốc một công ty ở Hà Nội vẫn chưa hoàn hồn. Chị kể, gia đình chị sống ở Hà Nội nhưng ngày hôm qua 6 tháng 3, chị có một cuộc gặp gỡ khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Gần 14 giờ chị thấy số điện thoại từ số máy 094 865 0745 gọi cho mình. Theo thói quen, chị không nghe máy số lạ. Số này liên tục gọi cho chị 4-5 lần khiến chị nghĩ rằng có chuyện gì người ta mới gọi nhiều đến như vậy khi chị nhấn máy thì giọng nam ở đầu dây bên kia xưng là giảng viên trường đại học kinh tế quốc dân quảng hốt thông báo con gái chị bị ngã đập đầu vào cầu thang thầy đang đưa con vào bệnh viện bạch mai bác sĩ cần gặp gia đình để nói chuyện người này chuyển máy luôn cho một người trung tuổi xưng là trưởng khoa chấn thương sọ so não bệnh viện bạch mai tên mạnh hay hạnh gì đó lúc đó tôi rụng trời chân tay đầu óc quay cuồng nên nghe không còn rõ nữa bác sĩ này còn đọc rõ cả họ và tên đệm của con tôi cho biết tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, bị ngã đập đầu, dập não hôn mê sâu, tiên lượng xấu nên cần phải mổ gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng, gia đình quyết định gấp. Nghe đến đây chị Hương Lan ngã khủy, rơi cả điện thoại xuống đất. Kẻ xưng là giảng viên lúc này liên tục gọi cho chị dục giả gia đình cần đến ngay để ký giấy ủy quyền mổ cho con, không thì tình hình nguy cấp lắm rồi. Khi biết gia đình chị Hương lúc đó không có ai ở Hà Nội, giảng viên hỏi rằng có đồng ý ký giấy ủy quyền không? Nếu không mổ gấp thì không cứu được cháu. Lúc đó tôi mụ mị khóc nấc lên, không biết gì nữa. Chỉ liên tục bảo họ ký đi ký đi, kẻ xưng là thầy còn động viên tôi bình tĩnh mới cứu được con, dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi. Chỉ 5 giây sau khi dừng cuộc gọi điện thoại, giảng viên lại tiếp tục gọi cho chị Hương Lan. Thông báo bệnh viện yêu cầu đóng diện phí 50 triệu thì mới cho vào phòng mổ. Gia đình chỉ mang tiền vào diện sở lâu, mất thời gian ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân, nên người này sẽ xin số tài khoản của bệnh viện, gia đình chuyển tiền vào đó. Lúc này tôi không nghĩ được gì, chân tay bỗng rũng chỉ biết làm theo như một cái máy. Khi có số tài khoản, tôi vào áp chuyển tiền của ngân hàng chuyển khoản ngay. Khi được thông báo xác nhận lại có gửi cho tài khoản đó không, tôi như sực tỉnh vì sao số tài khoản bệnh viện mà lại tên cá nhân nhận. Linh tính mách bảo tôi nhấc máy gọi cho con nhưng lại luôn nghĩ không có ai nhấc máy vì con đang cấp cứu. Sau mấy hồi chuông đổ thì thấy con nghe máy và nói con đang học, mẹ gọi có chuyện gì không, chị Hương Lan kể. Vẫn chưa quan hồn, chỉ nhắn tin lại cho con hỏi con có bị tai nạn không, thì con chỉ nhắn lại mẹ bị lừa rồi, mẹ bạn con cũng vừa bị lừa mất 50 triệu đồng với thủ đoạn như vậy. Đầu dây bên kia liên tục gọi, chị nhấc máy, thì giảng viên hỏi dồn dập, chị chuyển khoản chưa, chuyển khoản chưa, cháu nặng lắm rồi, gấp lắm rồi. Chị nói với giảng viên, em ơi sao em sống thất đức quá, thì đầu dây bên kia dập máy. Khi tôi gọi lại số máy, 094... 865 thì không liên lạc được. Hôm nay kể câu chuyện này tôi vẫn còn rung, không nghĩ thủ đoạn của bọn lừa đảo lại tinh di đến vậy. Không hiểu nó lấy đâu ra họ tên, trường học của con gái và số điện thoại của tôi. Thủ đoạn của chúng đánh trúng tâm lý của những người mẹ. Gia tinh di là từ trường kinh tế quốc dân chuyển thẳng ra bệnh viện Bạch Mai là rất hợp lý. Chị Hương Lan cho biết chị muốn kể câu chuyện của mình để cảnh báo với mọi người hãy cảnh giác về thủ đoạn của bọn lừa đảo rất tinh vi, đánh vào tâm lý người mẹ nên rất dễ bị lừa. Mọi người khi nghe những cuộc gọi điện thoại tương tự trước tiên hãy kiểm tra từ người thân của mình đã. Hàng loạt phụ huynh bị lừa vì cuộc gọi con nguy kịch, kẻ lừa đảo có thể lĩnh án tù trung thân. Những ngày qua việc hàng loạt phụ huynh bị lừa chuyển khoản hàng trăm triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi cùng với một kịch bản con bị chấn thương nguy kịch khiến dư luận phẫn nộ. Khi kẻ lừa đảo tự gắn mác giáo viên. Mới đây một phụ huynh trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa bị lừa 100 triệu đồng sau khi nghe điện thoại từ một số lạ gọi đến thông báo con bị ngã ở trường chấn thương nguy kịch, cô giáo đang chuyển bệnh viện cấp cứu. Do quá lo lắng, phụ huynh này đã chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng mà không biết rằng mình đã bị lừa. Ngoài phụ huynh trên, ngay trong một buổi sáng trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn còn ghi nhận 3 phụ huynh khác cũng bị gọi điện lừa tiền lừa chuyển khoản với chiêu thức tương tự. Xong họ đã cẩn thận gọi lại nhà trường để xác nhận thông tin nên chưa chuyển tiền. Không chỉ có vậy, sáng mùng 6 tháng 3 đã có hai phụ huynh bị lừa chuyển 250 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo tự xưng là giáo viên. Bệnh viện trợ giấy cũng cho biết, một số phụ huynh đã tìm đến bệnh viện này với kịch bản con bị chấn thương sọ não và yêu cầu chuyển tiền. Cũng liên quan đến lừa đảo chuyển tiền cách đây không lâu, tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương, cô giáo chủ nhiệm lớp 1 tại một trường tiểu học đã bị đối tượng giả mạo Zalo nhắn tin với các phụ huynh trong lớp, yêu cầu chuyển khoản nộp tiền học cho học sinh. Đối tượng giả mạo bằng cách lập tài khoản Zalo, lấy ảnh đại diện của cô giáo ở kinh môn. Sau đó cá nhân này đã tham gia bằng đường link vào nhóm Zalo của lớp do cô giáo kia chủ nhiệm rồi sử dụng Zalo giả mạo cô giáo đã kết bạn, nhắn tin với các phụ huynh của học sinh, yêu cầu chuyển khoản để nộp tiền học cho con vào số tài khoản mang tên người khác không phải tên cô giáo. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo xuất hiện tình trạng đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả mạo nhân viên kế toán, tài vụ của nhà trường, gửi tin nhắn điện thoại cho phụ huynh học sinh để yêu cầu đóng tiền học phí. Cần xác minh kỹ trước khi chuyển tiền. Nhìn nhận các sự việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, thời gian qua tình trạng giáo viên gọi điện hay hack, giả mạo tài khoản Zalo, Facebook của giáo viên Nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của phụ huynh diễn ra khá phổ biến, do tin tưởng đó là người thầy, cô của con mình, nhiều bậc cha mẹ đã nhanh chóng sập bẫy. Về chế tài xử lý những đối tượng có hành vi giả mạo người khác nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174 BLHS 2015 quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù trung thân. Để hạn chế những vụ việc tương tự tại trường học, Cơ quan quản lý về giáo dục cần chỉ đạo các trường ra soát, chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục với gia đình học sinh, kiểm tra các điều kiện để đảm bảo an toàn thông tin cho học sinh và giáo viên. Đồng thời cần có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đến cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động ra soát tránh trường hợp thông tin sai sự thật. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần bảo mật thông tin cá nhân khi nhận được các thông tin yêu cầu vay, chuyển tiền từ người khác qua mạng xã hội, cần phải gọi điện trực tiếp để xác minh lại với các khoản tiền phí lệ phí trước khi chuyển khoản cần kiểm tra tài khoản của đơn vị thụ hưởng tránh nộp tiền vào tài khoản cá nhân có tên lạ luật sư thu khuyến cáo